Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hòa Thượng Quảng Hóa, tôi kể cho quý vị nghe một việc có thật về ác báo do ăn thịt sanh ra, liên quan đến bản thân tôi mà nay tôi không ngại nói ra cho quý vị biết. Trải qua trong thời gian tôi thọ quả báo ăn thịt sát sanh, năm đó tôi 18 tuổi, đất nước bị quân Nhật xâm lược, chính phủ kêu gọi cứu nước nên tôi rời ghế nhà trường, lên đường tham gia hàng ngũ kháng chiến. May mắn nhờ phước đức ông bà tổ tiên, làm thượng sĩ văn thư được nửa năm thì được thăng chức, làm việc liên quan đến tiền lương trong quân đội. Trước khi nghỉ hưu đi xuất gia, tôi đã làm việc ở các bộ phận quân sự và chính trị. Việc làm của tôi thuộc loại nghiệp vụ tiền lương. Tục ngữ nói, dựa vào núi ăn của núi, dựa vào sông ăn của sông. Tuy rằng tôi không ăn hối lộ đồng nào, nhưng thủ quỹ gần với tiền bạc cũng có thuận lợi. Khi cần dùng đến tiền bạc thì muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Khi có tiền thì tôi chìm đắm trong rượu thịt, tạo biết bao nghiệp sát, để rồi cả đêm dài trằn trọc bất an. Do đó mỗi lần thấy tiền bạc mà lòng sinh chán ngán. Sau này đi xuất gia chẳng muốn đếm tiền, lại không bao giờ giữ tiền, chính là từ nguyên nhân ấy. Nói đến quá khứ, khả năng uống rượu ăn thịt của tôi thật khỏi phải nói. Về tiểu lượng, một lần uống hai chai rượu đế cũng không ăn nhầm gì. Ăn cá, ăn thịt càng ghê sợ hơn. Hễ ngồi vào bàn là uống rượu, ăn thịt 2 tiếng đồng hồ liền. Ăn 1-2 cân thịt mỡ cũng không thấy ớn. Tôi rất thích ăn thịt gà và thịt vịt, không bữa ăn nào có thể thiếu thịt gà, thịt vịt. Ăn nhiều như vậy cũng không thấy ngán. Một năm như thế tôi đã giết và ăn biết bao nhiêu là gà, vịt và các loại khác không thể kể hết được. Nhưng có một lần, chúng tôi đóng quân ở xã Khê Khẩu, huyện Định Hải, tỉnh Chiết Giang. Lúc mới đến, các thôn phụ cận đâu đâu cũng thấy gà, vịt từng đàn. Mỗi ngày, tôi nhờ cô chủ nhà đi mua gà, vịt giúp. Khi về, bảo lính cầm dụ giết thịt. Nhiều thì 5-3 con, ít thì 1-2 con trong một ngày. Sau 3 tháng đóng quân, ở trong phạm vi 5 dặm của thôn chúng tôi ở, các gà, vịt đều bị chúng tôi ăn thịt hết. Dặm buổi chiều ngày hôm đó, gió bất thổi lớn. Tôi vẫn nhờ cô chủ đi mua gà giùm tôi. Cô nói, ông còn muốn ăn nữa à? Số gà vịt trong 5 dặm này đều bị các ông ăn thịt hết rồi, ông lại còn muốn ăn. Tôi trách cô ta vì sợ lạnh nên chẳng chịu đi mua, cho nên mới nói tránh tôi như thế. Thế là tôi đích thân đi và dẫn theo một người lính cầm dụ. Đi một vòng 4-5 dặm các vùng xung quanh, quả thật không tìm được một con gà vịt nào cả. Tôi mới biết mình đã ăn rất nhiều gà vịt như thế. Bất giác trong lòng kinh sợ, tôi đã gây tạo sát nghiệp quá lớn. Năm 1953, tôi quy y Phật. Sau khi xem qua và hiểu nhân quả trong kinh Phật đã nói, tôi cấp tốc ăn chay như muốn chuộc lại lỗi trước. Trong quân đội lúc đó, tôi là người đầu tiên quy y Phật và ăn chay một cách công khai. Nhưng ngay trong tâm tôi có cảm giác hối hận không kịp. Với một lòng thiết tha cầu sám hối và hoằng pháp lợi sanh lấy công chuộc tội nên quyết chí xuất gia. Có lẽ cũng nhờ niệm thiện đó, nghiệp sát tôi đã tạo đời này. May mắn từ quả báo nặng chuyển thành nhẹ, từ quả báo đời sau chuyển thành quả báo hiện tại. Vào năm 1974, 2 ngày trước Tết Đoan Ngọ, lúc đó tôi nhập thất vô lượng thọ tại chùa Liên Quang ở Đài Loan. Đúng vào lúc 8 giờ sáng, tiếng hồng chung bắt đầu khóa lễ sám hối tịnh độ. Lúc đó tôi đã nhập thất gần 3 năm, chuyên lạy sám hối tịnh độ cũng đã hơn 9 tháng. Hôm đó tôi cũng lạy sám hối như mọi ngày, nhưng khi lạy cái đầu tiên, tôi có cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng, khinh an. Rồi thấy mình đi về hướng Tây, đi chưa được mấy bước, nghe đằng sau có rất nhiều tiếng gà vịt kêu. Ngoái đầu nhìn lại, thấy hàng ngàn con gà vịt sắp thành 3 hàng đuổi theo tôi. Nhìn theo hàng ngũ của chúng, số gà vịt nối đuôi nhau đứng xếp thành 2 dặm đường dài.
Tận cùng là một quảng trường rộng lớn tập trung nhiều gà vịt. Bối cảnh là bến xe Nam Đầu Đài Loan. Trên quảng trường có cả heo, bò, gà, chân dân xếp thành từng hàng ngay thẳng chờ đợi lên xe. Nhìn lại mình thì thấy mình đang ôm một con vịt trước ngực đang kêu cạp cạp inh ỏi. Những chúng sanh đó vừa kêu vừa đáp. Thấy tình hình này, trong tâm nghĩ, hôm nay bọn chúng tìm đến mình để tính sổ đây. Lúc ấy tôi giật mình như vừa tỉnh cơn mộng. Sau đó tôi tiếp tục lễ bái sám hối tịnh độ, sợ mình sẽ phát bệnh, bèn gõ chuông kêu cư sĩ hộ thất Lưu Văn Vũ vào thất, kể hết mọi sự việc cho ông ta nghe, nhờ ông ta lo liệu cho tôi, nhất là trong thời gian này đừng đi đâu xa. Đâu ngờ ngay tối hôm đó, từ trên giường thiền té xuống đất gãy chân trái. Tuy mời các thầy thuốc đông tây y nổi tiếng để chữa trị, tốn biết bao tiền của tính chúng, bản thân thọ nhận nỗi đau đớn không cách nào nói hết được. Tất cả thuốc thang chữa trị rốt cuộc không kết quả gì, cuối cùng trở thành pháp sư một chân. Đây chính là nghiệp báo sát sanh do ăn thịt của tôi. Hôm nay tôi kể hết sự thật cho mọi người nghe. Tuy rằng sự hối hận của tôi đã quá muộn, nhưng tôi mong muốn mọi người lấy sự việc của tôi để nhằm thức tỉnh những việc làm của mình. Những vị nào chưa ăn chay nên sớm phát tâm giữ giới sát, ăn chay, đừng dẫm lên dấu vết cũ như tôi. Cuối cùng, tôi chân thành khuyên các vị đồng tu, ngoài việc phát tâm ăn chay, giữ giới sát sanh ra, các vị nên nỗ lực tu học pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu giảm sanh Tây Phương mới rốt ráo thoát khổ được vui. Trì trai và niệm Phật, thực hiện được cả hai thì rất hay, nếu chỉ là một thì mất cả hai. Vì sao nói thế? Nếu như ăn chay giữ giới mà không niệm Phật, đời sau nhân phước trì trai giữ giới mà được giàu sang vinh hiển. Người xưa nói, một ngày ăn chay thiên hạ giết nhau, trong đó không có ta. Huống hồ cả đời ăn chay, phước báo đó thật vô lượng không nói hết. Tất nhiên có phước báo là một việc rất tốt, nhưng làm người giàu sang phú quý, phần nhiều hết 9 người trong 10 người không muốn tu hành. Cho nên nói giàu sang học đạo là khó. Người giàu sang thường không biết tu tập, vì họ sống trong sự hưởng thụ theo tiền tài, vui chơi, ăn uống. Một bữa ăn có thể giết đến hàng ngàn sinh mạng, lại còn gian dâm, sắc dục, tứ tình trai gái, vui chơi ca múa nhảy nhót. Phàm người nào dính mắc vào lối sống như vậy, chắc chắn trong tương lai khổ nạn đến với họ và đọa vào ba đường ác. Đến đời thứ ba, họ vẫn còn phải thọ nhận sự thống khổ cùng cực. Còn người niệm Phật mà không trì trai giữ giới, đến lúc lâm chung sẽ bị các nghiệp lực đến làm chướng ngại khó được giảng sinh, hoặc sinh vào trong bát bộ quỷ thần. Cho nên việc trì trai và niệm Phật, bỏ một thì tốn cả hai. Nếu như vừa trì trai vừa niệm Phật thì hiện tiền thân tâm được khỏe mạnh an lạc, tương lai nhất định giảng sinh về Tây Phương, gặp Phật nghe pháp, chứng được vô sanh pháp dẫn, cuối cùng chứng được quả vô thượng chánh đẳng giác. Lợi ích công đức ấy rộng lớn khắp pháp giới, trùm cả hư không, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Ha ha ha, 问三摩地娑。